Tăng Thiện Lạc xin chào cả nhà mình nha. Sáng hôm nay là Tăng Thiện Lạc có hẹn khách ở tại quán cà phê Chép Coi. Thì mới trung thu vừa xong cho nên quán trang bị cũng rất là đẹp ha, mang không khí trung thu rất là nhiều. Đây bây giờ mình đang đứng ở trước cổng này, mình sẽ quay trước cổng một đoạn cho cả nhà mình xem ha. Đó, tất cả là được trang trí bằng hoa nhựa. Tất cả được trang trí bằng hoa nhựa hết ha. Ở đằng trước là có cá chép coi với lại hai cái hình gì màu vàng vàng đây. Chắc là con ngựa hay gì đó. Đi vừa đầu tiên thì có quầy tiếp tăng. Đây, bây giờ mình cùng với cả nhà tiến sâu vào bên trong ha, tiến dần vào bên trong. Bên trong cũng có dán tranh thác nước. Và ở đây là các bóng đèn là được bao bọc bởi những cái lồng chim rất là đẹp. Đây mình review cho khách luôn, mình review cho quán luôn chưa qua. Đây các mô hình cá chép coi rất là đẹp nha cả nhà. Mình đi quán bên Gò Vấp cũng rất là đẹp. Thì hôm nay mình đi quán ở tại quận 5 nha. Đây là ngay Đại Thế Giới luôn, nó nằm trong Đại Thế Giới luôn. Anh chị nào mà có đi thì mình ghé quán đây để mà mình trải nghiệm và thưởng thức những cái không gian như thế này. Và nó tuyệt vời và nó thư giãn như thế nào ha. Nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mô hình thì tương tự giống nhau hết. Thì ở dưới thì có cá chép coi, rồi xung quanh thì được ngăn lại, thì khách ngồi ở dưới như thế này. Thì bên Gò Vấp, theo mình biết thì bên quán bên Gò Vấp á, thì có bàn vuông, bàn tròn, có nhiều kiểu khác nhau, nhưng mà ở đây được trang bị rất là chu đáo ha. Có ghế da luôn, và có những gia đình nào hoặc là có những công ty văn phòng nào đi cỡ tầm 8 đến 10 người cũng vẫn có thể ngồi được ha. Đây như khu này không thì ngồi được có thể là 6 người thoải mái. Đây nè, cá đó nhìn rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ở giữa quán thì có cái màn hình LED, có cái màn hình TV và được trang bị 4 góc luôn. Cái này coi đá banh cho mấy anh, coi đá banh hết sảy luôn. Mình đi sâu vô bên trong nữa thì còn rất là nhiều không gian được thiết kế theo kiểu hình tròn, y như mình nói hồi nãy ha. Đó, những ai thích hình tròn thì mình tiện đây mình sẽ quay một đoạn cho cả nhà mình xem luôn. Nè, đó là những người thích ngồi dưới bàn tròn. Và cảnh ở đây trang trí cũng rất là đẹp, rất là bắt mắt. Nhạc mở thì cũng nhẹ chứ không có gọi là ồn ào lắm. Bên này là cá con, bên này là coi nhưng mà coi con. Đó, cả nhà mình thấy đẹp chưa? Nó thấy mình nó quay quần lại đó cả nhà. Nó thấy mình nó quay quần lại. Nó tưởng mình cho nó ăn nhưng mà chút xíu mình để cho ăn là gì. Mình đi quay một đoạn lại cho cả nhà mình xem. Đó là những cái không gian mình không nên bỏ qua khi mà mình đi gặp khách hàng, mình tiếp khách. Thứ nhất là nó thư giãn, thứ hai nữa là nó có phong cách ha, phong cách riêng. Tại vì quán cá chép coi là phong cách riêng, mình cũng mới phát hiện đây trong vài năm trở lại đây thôi. Mình đi vòng vòng nhìn tổng thể bên hông quán rất là đẹp. Anh chị nào có muốn trải nghiệm không gian này thì tới quận 5 ha, ngay Đại Thế Giới luôn, cả nằm trong Đại Thế Giới luôn. Đó, thì vô trong này thì người ta có bán thức ăn rồi cho cá, thì mình mua mình cho cá ăn. Ở đây check in check out rồi rất là thoải mái. Không gian rất là rộng đúng không ạ? Có những cô chú lớn tuổi, những bạn trung niên hoặc là học cặp, bạn trẻ tuổi tin cũng vẫn có thể thích hợp được. Rồi, bây giờ mình bước vô không gian này, mình ngồi bàn tròn. Mình chọn không gian chính giữa để... Tại vì mình thường mình đi quán hoặc là mình đi ăn, đi uống là mình cũng chọn cái không gian cho nó
mình nhìn được ra ngoài, chính giữa thì càng tốt, và lưng tựa vào trong tường thì càng tốt ha. Đó, bây giờ ngang tựa này mình quay một đoạn cho cả nhà mình xem luôn. Đó, mình chưa có mua thức ăn cho nó, bây giờ mình mới có chặt nó thôi. Lại đây em. Đó, chắc nó đói lắm rồi đây. Ồ, nó dạng quá cả nhà ơi. Wow, nó dạng quá. Nè, đó, nó dạng ghê chưa. Đó, dạng quá trời luôn. Đây mình ngồi xuống. Mình, đặc biệt mình là rất thích cá nha. Đặc biệt là rất là thích cá luôn. Ở nhà thì đang tự là có nuôi những cái hồ nhỏ nhỏ, tự làm, chơi vậy đó. À, ở đây như có xử lý, ở đây như nước có xử lý lá bàn này, hay là thuốc tím, hay là cái gì mà mình thấy nước nó hơi đục đục. Bên cái chấp tôi bơm vào giáp thì nước trong hơn. Hay là cá mùa này có thể là mùa lạnh thì cá nó hơi có phát sinh mầm bệnh đó, thì có thể là chủ cho hờ vậy đó, có thể là chủ cho hờ vô để bảo vệ cá. Chạy qua bên này uống gì cũng được, chọn cái nhiều món hả. Rồi nhân tiện là mình quay cái menu cho cả nhà mình xem luôn hả. Đây là món, không phải là món, cái này là thức uống thôi. Đây món đây lộn, đây là thức ăn nha. Đó, thức ăn ngẹt coi. Rồi tôm lăn bột chiên, cá viên chiên, phô mai que, xúc xích xông khói bột, bún bò Huế, bánh mì bò kho. Đây có bảng giá sẵn luôn ha cả nhà. 79 không mà ở đây như thích số 79 hay sao á. Chắc ở đây hợp với số 79. Mì Ý, sốt bò bằm, nuôi xào bò lúc lắc, nuôi xào hải sản. Đây rất là nhiều món ăn luôn. Như ở đây thích 79 là 65, 75 nữa. Đó, tùy theo món ha. Có tất cả các loại cơm luôn. Cơm chiên chiên châu, cơm chiên hải sản, cơm chiên bò lúc lắc. Đây là đây là thức uống ha. Đây là thức uống ở quán ha. Đó, thức uống có cà phê, cà cao, trà đá, da ua, rất là nhiều. Đá xay, sinh tố, sinh tố có tất cả các loại sinh tố luôn. Rồi mình mới chọn nước uống với đồ ăn xong. Bây giờ mình qua bên đây mình quay tiếp. Nước ở đây đang xử lý nè. Theo mình biết là nước đang xử lý cho nên nó hơi đục. À, không phải nó đục nhưng mà cái màu nó hơi màu đen đen tím tím chút xíu, có thể là thả lá bàn vô. Theo mình biết thì thả lá bàn để xử lý nước. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cũng xin chúc cho cả nhà mình có một ngày tràn đầy năng lượng và hạnh phúc ha. Thì giờ này video cũng đã 8 phút mấy rồi. Thì mình quay tổng thể một chút xíu nữa cho cả nhà mình xem. Rồi mình xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo ạ. Đó, mình đi những cái quán như thế này thì nhìn nó rất là thư giãn ha. Còn ai muốn có cà phê máy lạnh thì mình đi máy lạnh. Nhưng mà mình thì mình thích lấy không khí gió trời hơn. Đây nè, đó, cái góc màn hình này được trang bị 4 cái màn hình chắc cỡ tầm 50 inch. Cái màn hình Samsung chắc cỡ tầm 50 inch để cho khách. Tôi đã ban rồi, rất là tuyệt vời. Đây có những cô chú lớn tuổi đi thư giãn. Thì lâu lâu chủ nhật gia đình đi thư giãn cũng một điều rất là tuyệt vời ha. Hoặc là những ngày nghỉ. Đây chính giữa hồ thì để những cái lu. Đó, có cái lu mà có nước phun lên luôn. Có nước là có tiền đúng không ạ? Có nước là có tiền. Và ở phía trước trang bị rất là nhiều cái dù nha. Cái dù dùng Nhật Bản ha. Bên kia là bên kia cũng có cái lồng đèn của Nhật Bản luôn.
lòng đèn Việt Nam chưa đủ chơi lòng đèn Nhật Bản luôn. Đó, xong mà lòng đèn Việt Nam có ngôi sao rồi, rồi gà, rồi con heo, con bướm, con cá rất là nhiều luôn. Không gian trên cũng rất là đẹp nha cả nhà, không gian phía trên cũng rất là đẹp, nhưng mà mình chưa lên trên đâu, mình chỉ đang ngồi dưới này thôi. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo ạ. Cả nhà mình để mà theo dõi và không bỏ lỡ kênh thì hãy đăng ký và bấm nút chuông để mà theo dõi kênh ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.